Trong những năm gần đây, kinh tế vẫn luôn là một trong những lĩnh vực gây được sức hút mạnh mẽ trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu hóa. Vì vậy, lựa chọn cho bản thân một địa chỉ đào tạo uy tín, chất lượng là rất quan trọng để bắt kịp những tri thức của thời đại, phát triển toàn diện trong lĩnh vực này. Với xuất phát điểm là khoa kinh tế chính trị của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội năm 1974, trải qua suốt chặng đường hình thành và phát triển, Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội đã không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực. Trở thành trường đại học từ tháng 3 năm 2007, Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội đã được xã hội biết đến như là một trường đại học trẻ, năng động, có tầm nhìn và quyết tâm phát triển theo hướng quốc tế. Đại học Kinh tế luôn nằm trong top trường kinh tế có điểm đầu vào đại học cao nhất, tỷ lệ cử nhân có việc làm đúng ngành khá cao, tỷ lệ thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo có chuyên môn cao. Với đội ngũ giảng viên của trường là các phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ từ các trường danh tiếng trong nước và quốc tế, giàu kinh nghiệm, có phương pháp giảng dạy tiên tiến và tận tâm với nghề, sinh viên sẽ được học tập trong một môi trường chuyên nghiệp và hiện đại. Không chỉ vậy, nhiều học phần được giảng dạy bởi các chuyên gia đang công tác, nắm giữ chức vụ quan trọng tại các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế ở nhiều lĩnh vực sẽ mang đến cho các bạn sinh viên những kiến thức cập nhật thực tiễn. Nhà trường hiện có mối quan hệ hợp tác với trên 40 trường đại học, các viện nghiên cứu thuộc các nước và vùng lãnh thổ, trong đó đặc biệt phải kể đến đối tác là các trường đại học uy tín như trường kinh doanh Haas, Đại học California, Berkeley, Hoa Kỳ, Đại học Benedictine, Hoa Kỳ, Đại học Princeton, Hoa Kỳ, Đại học Uppsala, Thụy Điển, Đại học Marseille, New Zealand, Đại học Waseda, Nhật Bản và rất nhiều các trường đại học khác. Bên cạnh đó, trường đã xây dựng được hệ thống các đối tác chiến lược trong nước gồm các tập đoàn, hiệp hội doanh nghiệp, các ngân hàng và các tập đoàn kinh tế lớn như Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Bảo Sơn, Tập đoàn Gami, Tập đoàn Doji, Ngân hàng Liên Việt, Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hà Nội. Trường đã có những đề tài và chương trình nghiên cứu khoa học lớn, 3 đề tài cấp nhà nước, 3 chương trình nghiên cứu lớn, số lượng và chất lượng đề tài các cấp tăng nhanh. Và đặc biệt, năm 2009, Trường Đại học Kinh tế được Hội đồng Lý luận Trung ương đặt hàng báo cáo kinh tế thường niên. Tháng 8 năm 2010, lãnh đạo Trường Đại học Kinh tế đã chuyển giao kết quả nghiên cứu này cho Hội đồng Lý luận Trung ương. Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức hoặc tham gia tổ chức thành công một số hội thảo quốc gia và quốc tế với sự tham gia của các học giả nổi tiếng thế giới như giáo sư Tom Cannon, nhà hoạch định chiến lược phát triển hàng đầu thế giới, giáo sư tiến sĩ Susan Schwab, nguyên đại sứ thương mại Hoa Kỳ. Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội đang dần trở thành điểm đến của tri thức thế giới. Em tìm đến Trường Đại học Kinh tế vì em muốn được là sinh viên của Trường Đại học Quốc gia. Bởi vì Trường Đại học Quốc gia là một trường rất là danh tiếng, nếu mà xét về mặt xếp hạng trên thế giới thì nó sẽ rất là thuận tiện cho những công việc sau này mà em muốn đi du học hay khác. Thế nên em chọn Trường Đại học Kinh tế, với cả em cảm thấy là trường kinh tế có một đội ngũ giảng viên rất là tốt, rất là tâm huyết thì nó sẽ giúp được cho em trong công việc học của mình. Một điểm thú vị nữa là khi tham gia vào Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội, ngoài việc học tập và nghiên cứu, trường cũng rất năng nổ trong công tác ngoại khóa với các chương trình hoạt động của khoa và các câu lạc bộ như chuỗi chào tân sinh viên, hội thảo hướng nghiệp, hội trại 26 tháng 3, Olympic, tình nguyện xa. Tham gia các hoạt động này giúp các bạn sinh viên và các thầy cô gắn kết với nhau như một gia đình, nâng cao kỹ năng mềm, tinh thần học hỏi phát triển toàn diện bản thân nhất có thể. Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội chính là điểm khởi đầu giúp các bạn sinh viên hòa mình trong môi trường học tập, nghiên cứu và rèn luyện toàn diện. Đây sẽ là những hành trang quý giá để nâng bước các bạn trên con đường tương lai.